Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Ngày hôm nay trên tay của mình đây là hai chiếc điện thoại. Bên tay phải là chiếc iPhone XS Max, còn bên tay trái là chiếc Apple iPhone 12. Và trong video ngày hôm nay thì muốn so sánh xem là năm 2021 thì chúng ta nên mua iPhone XS Max hay là nên mua iPhone 11 cho những cái trải nghiệm là tối ưu hơn. Và mình không có iPhone 11 trên tay vì vậy mà mình sẽ minh họa là chiếc iPhone 12. Đó, giàu quá mà, không có iPhone 11 thì lấy tặng iPhone 12 nhé, các bạn thông cảm. Còn chiếc điện thoại nào đáng mua hơn này hay là thời điểm cuối năm thì anh em nên mua chiếc điện thoại nào? Thì hãy cùng mình đi vào video ngày nay để cùng phân tích với mình nhé. Và những cái trải nghiệm của mình đối với iPhone 11 thì đã có rất nhiều rồi, nên là anh em hãy yên tâm nhé. Mình không hề là chi chá khi mà cầm iPhone 12 để nói về những cái trải nghiệm của iPhone 11 đâu. Đó, đầu tiên ấy thì iPhone 11 Max này sẽ có những cái phần khung viền bo cong này, và ngoài ra ấy, thì thiết kế nó sẽ sang trọng hơn, nó sẽ đẳng cấp hơn khi mà phần khung viền chúng ta được trang bị là từ thép không gỉ này, phần mặt lưng là từ kính. Còn iPhone 11 thì chúng ta sẽ có rất nhiều màu sắc này, và phần khung viền thì cũng không hề là kém sang đâu khi mà được trang bị từ nhôm series 7000, và phần mặt lưng thì chúng ta có rất nhiều những cái màu sắc. Và nói về phần công tâm thì chắc chắn là chiếc iPhone 11 Max sẽ chiến thắng khi mà nó sẽ có thiết kế nó đẳng cấp hơn và sang trọng hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình là một người trẻ nên vì vậy mình sẽ thiết kế là nó cá tính này, trẻ trung hơn của chiếc iPhone 11 này. Sau khi nói xong về phần thiết kế rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần màn hình này, khi mà đây là một cái phần rất là đau đầu khi mà các bạn lựa chọn một trong hai chiếc máy. iPhone 11 thì có rất nhiều những cái sự nâng cấp so với thế hệ đi trước là iPhone 11 Max, nhưng mà về phần màn hình lại một cái điểm mà iPhone XS Max sẽ ăn đứt so với chiếc iPhone 11. Khi mà iPhone XS Max thì sẽ được trang bị một cái tấm nền là OLED này, và ngoài ra thì độ phân giải cũng rất là cao, Full HD cộng so với độ phân giải chỉ là HD cộng trên chiếc iPhone 11 mà thôi. Vì vậy mà những cái trải nghiệm của mình đối với chiếc iPhone XS Max là cực kỳ là sướng này, về phần chi tiết này, về phần màu sắc này, khi mà các bạn xem YouTube hay là xem phim này, Netflix ấy, thì cực kỳ là nét và nổi trội, cũng như là nổi khối hơn khi mà các bạn so sánh về hai cái phần màn hình này. Còn cái vấn đề ở đây gặp phải là cái màn hình của iPhone 11 ấy có phải là không tốt trong tầm giá hay không ấy, thì câu trả lời của mình là không. iPhone 11 ấy, với những cái trải nghiệm của mình là mình người xem cực kỳ nhiều YouTube này, hay là mình rất là hay thích lướt mạng xã hội ấy, thì những cái trải nghiệm của mình đối với màn hình iPhone 11 vẫn là ổn này. Những cái phần màu sắc này hay là những cái phần hình ảnh mình cho ra ấy, thì đối với sự gia công của Apple ấy, thì làm cái tấm nền IPS cực kỳ là tốt. Vì vậy mà màn hình của iPhone 11 vẫn là tốt đối với mình. Và đối với cái độ phân giải của iPhone 11 là HD cộng, nhưng mà cái vật độ điểm ảnh lên tới là 326 ppi. Vì vậy mà khi mà nhìn ở cái mắt bình thường của mình với khoảng cách là khoảng 20cm ấy, thì mình không hề nhận ra được những điểm gỗ đâu. Phải chăng thì cái sự khác biệt của iPhone 11 Max và iPhone 11 các bạn sẽ nhận ra rõ ràng khi mà đặt cạnh hai cái màn hình này bên cạnh nhau khi mà so sánh. Và ngoài ra khi mà các bạn nào sử dụng những cái chiếc điện thoại flagship quen rồi thì xuống iPhone 11 thì sẽ thấy điểm khác biệt. Đó, về phần màn hình này, công tâm mà nói thì chắc chắn là chiếc iPhone 11 Max sẽ ăn đứt đuôi so với chiếc iPhone 11. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần hiệu năng của hai chiếc máy. Thì chiếc iPhone 11 Max của mình được trang bị con chip là A12 Bionic này, cùng với đó là 4GB RAM cùng với mức độ RAM ở trên chiếc iPhone 11. Và iPhone 11 của mình thì với sự khác biệt là con chip là A13 Bionic. Những cái trải nghiệm của mình đối với cả hai chiếc máy tại thời điểm hiện tại thì gần như là không có sự khác biệt, khi mà A12 thì vẫn cho những hiệu năng là cực kỳ là mượt mà, và chơi game thì vẫn là phà luôn. Mình có trải nghiệm rất nhiều những cái tựa game phổ biến hiện tại như là PUBG này, hay là Liên Quân, hay là Túc Chiến thì gần như là A12 vẫn chiến cực kỳ là ngon, không có vấn đề nào mà gặp phải cả. Phải chăng thì sự khác biệt giữa hai con chip là A13 và A12 sẽ gặp phải khi mà các bạn sử dụng lâu dài này, hay là các bạn chơi game trong một thời gian dài ấy, thì A13 nó sẽ cho cái sự tối ưu nó tốt hơn này. Và ngoài ra thì những bạn nào mà muốn sử dụng phải tầm khoảng là 3 năm chẳng hạn, hay là lên tới khoảng 4 năm ấy, thì con chip A13 thì rõ ràng là sẽ lợi thế hơn so với chiếc A12 là rất là nhiều. Và tổng kết lại về phần hiệu năng ấy, thì mình nghĩ rằng là con chip ở trên Apple iPhone 11 ấy, nó sẽ nhỉnh hơn chiếc iPhone XS Max là một chút. Và mình nghĩ rằng là cái sự khác biệt nó chỉ xảy ra khi mà các bạn trải nghiệm về lâu về dài mà thôi. Và tiếp theo ấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào phần pin của cả hai chiếc máy. Khi mà chiếc iPhone XS Max và chiếc iPhone 11 của mình ấy, thì được sở hữu cùng một cái dung lượng pin là khoảng hơn 3000 mAh. Và những cái trải nghiệm của mình với cả hai chiếc máy này thì mình nghĩ rằng là có thể đáp ứng cho mình trong vòng một ngày dài được. Nhưng mà phần thắng ấy thì mình nghĩ rằng là chắc chắn sẽ nghiêng về chiếc iPhone 11 này, khi mà nó có sự tối ưu hơn về phần con chip này là A13, và ngoài ra thì về cái màn hình của chiếc iPhone 11 cũng chỉ là màn hình HD cộng mà thôi. Vì vậy mà những cái trải nghiệm của mình về pin nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với iPhone 11 Max. Đó, thực tế chung ấy thì cả hai chiếc điện thoại đều có dung lượng pin rất là tốt này, trải nghiệm một ngày là ok. Nhưng mà ví dụ mà ngày nào các bạn chơi game nhiều hơn một chút ấy, thì sẽ thấy được sự khác biệt rằng là chiếc iPhone 11 này nó sẽ pin trâu hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone XS Max. Và về phần pin ấy thì chắc chắn là cái phần thắng sẽ nghiêng về chiếc iPhone 11 của mình ở đây nhá. Và cuối cùng ấy thì mình sẽ đi vào về phần camera của cả hai chiếc máy. Khi mà với cái lợi thế ra mắt là sau một năm ấy, thì chắc chắn là chiếc iPhone 11 nó sẽ có những cái sự nâng cấp nhất định so với chiếc iPhone 11 Max. Và cái sự nâng cấp đầu tiên của iPhone 11 so với chiếc iPhone 11 Max ấy, đó chính là về phần camera góc rộng đi.
khi mà chúng ta được sở hữu một cái ống kính góc rộng này, chụp ảnh nó sẽ ngon hơn về phần khi mà chúng ta đi du lịch này, và đòi hỏi rằng có những bức ảnh mà chụp ảnh phải nhiều phong cảnh, phải được nhiều chi tiết và nội dung trong hình ảnh hơn. Và ngoài ra ấy, thì iPhone 11 cũng sẽ ăn đứt chiếc iPhone X Max, đó chính là về phần chế độ chụp đêm. Chúng ta sẽ chụp đêm tuyệt vời hơn rất là nhiều này trong những cái điều kiện khó khăn về ánh sáng. Và ngoài ra thì với cái sự hỗ trợ của Dolby Vision hay là Smart HDR ấy, thì những cái chi tiết hình ảnh cho ra của chiếc iPhone 11 nó sẽ nhỉnh hơn so với chiếc iPhone X Max. Và một cái điểm nữa mà iPhone 11 nó sẽ hơn chiếc iPhone X Max đó chính là ở phần camera selfie đi, khi mà chúng ta đã có phần quay video 4K ở camera trước rồi. Và iPhone 11 Max ấy, thì nó sẽ chỉ dừng lại ở phần quay video trước là Full HD mà thôi. Sau khi mà đã khen iPhone 11 rất là nhiều rồi ấy, thì không có nghĩa rằng là cái iPhone 11 Max của mình ở đây thua thiệt hay là thất thế hơn nhiều so với người đàn em là chiếc iPhone 11. Chúng ta vẫn có phần chụp ảnh với camera chính của iPhone 11 Max với độ phân giải là 12MP thì cực kỳ là nét và ngon luôn. Và ngoài ra thì đối với sự hỗ trợ của phần camera tele là 12MP thì vẫn cho ra những bức ảnh chụp ảnh chân dung là cực kỳ là tuyệt vời. Và cái điểm mà mình thấy rằng là đáng tiếc ở chiếc iPhone 11 Max đó chính là chiếc điện thoại này nó sẽ không có chế độ chụp ảnh góc rộng, và ngoài ra thì chụp ảnh sẽ không tốt bằng chiếc iPhone 11 mà thôi. Và đó là tất cả những cái phần so sánh của mình về mọi mặt của chiếc iPhone X Max và chiếc iPhone 11. Và với những cái sự so sánh của mình ấy, thì mình nghĩ rằng là iPhone 11 bây giờ đã gần như là lợi thế hơn về mọi mặt rồi. Chúng ta sẽ có phần con chip mạnh hơn này, về phần camera thì cũng sẽ ngon hơn, và về phần pin sẽ tốt hơn. Và một cái phần duy nhất mà iPhone 11 Max sẽ chiến thắng đó chính là về phần màn hình mà thôi. Vậy thì có lý do gì mà anh em sẽ mua chiếc iPhone 11 Max? Tuy nhiên ấy, thì về phần màn hình của chiếc điện thoại này mình nghĩ rằng là nó đã quá đủ, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, vì vậy mà nó sẽ gỡ gạc lại những cái điểm mà thua thiệt hơn so với chiếc iPhone 11. Và mình nghĩ rằng là bạn nào mà cần một cái màn hình nó phải tuyệt vời thì có thể là giải trí này, chơi game và xem phim ấy, thì mình nghĩ rằng là vẫn nên chọn chiếc iPhone 11 Max. Có những bạn nào ấy mà chấp nhận được cái màn hình nó trung bình của chiếc iPhone 11 và cần những cái sự nâng cấp nó đáng giá hơn về phần camera này hay là gần như là về phần mọi mặt ấy, thì mình nghĩ rằng là iPhone 11 thì cực kỳ là ngon. Đó, và sau cái phần so sánh của mình ấy thì mình nghĩ rằng là các bạn đã có sự lựa chọn cho riêng mình, và mình mong rằng là các bạn sẽ chọn được cái chiếc điện thoại tốt, một trong hai chiếc máy đó chính là chiếc iPhone 11 Max và chiếc iPhone 11 của mình trên tay ở đây. Và bây giờ ấy, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.